anh Đạt béo béo này, đúng béo béo mà bắn ghê phết này, giáo viên đấy, bụng cứ phúng pha phúng phính mà bật ghê thế. Ừ, thằng ấy kỹ thuật và hay, giờ nó có tuổi rồi. Buổi sáng nó cũng khỏe, đấy, nó khỏe, còn con mà nó không quyết được, vâng, không mấy lần đầu nó còn khỏe chưa làm gì được. Tất cả chuẩn bị hai vận động viên chuẩn bị, sáng bật nhất chiêu nhất bắt đầu. Đây là trận tranh chiến vé cuối cùng ở vòng chung kết, đã có ba gương mặt ở vòng chung kết đó là vận động viên Trần Văn Cường với mình. Đúng rồi. Trần Văn Quân Dương gặp Lương Ngọc Trung quý vị, mai các bạn.